Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong một phát biểu trên truyền hình Almana TV, Phó Thủ lĩnh Hezbollah, ông Sheikh Naim xem cho rằng vì Israel đã tấn công toàn bộ Liban, cho nên phong trào vũ trang này có quyền từ vị trí phòng thủ của mình tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel. Theo ông xem. Từ ngày 17 tháng 9, thời điểm xảy ra các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Liban cho đến nay, Hezbollah không còn ở trong giai đoạn hỗ trợ Hamas nữa mà đang ở trong một giai đoạn mới, đó là giai đoạn đối đầu với Israel và cuộc xung đột của Israel chống lại Liban. Trong giai đoạn mới này, ông Qasem tuyên bố rằng Hezbollah sẽ tập trung vào việc tấn công quân đội Israel và các trung tâm cũng như doanh trại của họ. Cùng với tuyên bố của ông Qasem, các thành viên Hezbollah đã tấn công thành phố Safed của Israel bằng một loạt tên lửa. Hebola cũng xác nhận một cuộc tấn công thứ hai vào Mabat Anzaura ở cao nguyên Golan. Trong đó, lực lượng này đã nã tên lửa vào căn cứ Naftali gần thành phố Safed. Các nguồn tin cho biết cuộc điều tra của Iran về cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah và trung tá Abbas Ninforoshan, chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC ở Liban và Syria vẫn tiếp diễn, tập trung vào các dò dỉ an ninh có thể xảy ra. Trung tá Ninfo Roshan được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng quốc ở Syria và Liban sau sự ra đi của người tiền nhiệm, Trung tá Mohammad Reza Zahedi vào tháng 4 năm 2024. Ông ta đã bay thẳng đến Beirut từ Tehran vào đêm trước khi vụ việc xảy ra. Theo các nguồn tin Iraq và Liban thân cận với Hezbollah, nhân vật trên ngay lập tức được đưa từ máy bay đến một trung tâm chỉ huy gần khu dân cư Beharet Harik, thủ lĩnh Nasrallah, người cho đến thời điểm đó vẫn ở ngoại ô phía nam Beirut cũng sớm đến cuộc họp. Một nhân vật của Hezbollah nói với tờ Middle East Eye rằng cuộc tấn công vào trung tâm chỉ huy xảy ra ngay sau khi ông Nasrallah bước vào phòng và cáo buộc vụ vi phạm an ninh làm dò dỉ thông tin có nguồn gốc từ chính Iran. Sự kiện nói trên là một trong những tổn thất lớn nhất đối với Iran với Hezbollah trong khu vực trong những tháng gần đây. Trước đó vào tháng 4 năm 2024, ông Zahedi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damascus. Sự việc này là một đòn giáng mạnh và ảnh hưởng của Iran ở Syria trung tá Ninforosan được bổ nhiệm thay thế để tiếp tục điều phối nhiệm vụ hỗ trợ các hành động của Hezbollah và những nhóm vũ trang đồng minh khác của Tehran. Trong lúc này, theo nguồn tin từ Tehran, chỉ huy lực lượng khuất của IRGC, tướng Esmail Qani đang bị giám sát trong khuôn khổ cuộc điều tra về sự xâm nhập của tình báo Israel và các cấp lãnh đạo cao nhất của Hezbollah. Theo tờ MEE, Iran đã mở một cuộc điều tra lớn để tìm hiểu làm thế nào Israel đặt nền móng được vào các lãnh đạo của tổ chức này dẫn đến hàng loạt quan chức cấp cao, bao gồm cả ông Hashim Safi Andin, người được cho là người kế nhiệm ông Hassan Nasrallah thiệt mạng. Hồi tháng 9, Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên của Iran cho hay, ngay sau loạt vụ nổ máy nhắn tin của Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran, đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã gửi thông điệp, thậm chí gửi một phái viên tới thuyết phục Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah rời Liban đến Iran Ông Khamenei viện dẫn các báo cáo tình báo cho rằng Israel có điệp viên trong nội bộ Hezbollah và lên kế hoạch ám sát ông Nasrallah. Cái chết của ông Nasrallah đã thúc đẩy chính quyền Iran điều tra kỹ lưỡng các vụ thâm nhập có thể xảy ra trong hàng ngũ cấp cao nước này, từ IRGC đến các quan chức an ninh cấp cao. Tehran đặc biệt tập trung vào những người từng đi du lịch nước ngoài hoặc có người thân sống bên ngoài Iran. Tehran cũng nghi ngờ một số thành viên của IRGC từng đến Liban, Mối lo ngại đã nảy sinh khi một trong những người này bắt đầu hỏi về nơi ở của ông Nasrallah, đặc biệt là hỏi về thời gian ông sẽ ở lại những địa điểm cụ thể. Người này hiện đã bị bắt cùng với một số người khác sau khi báo động được đưa ra trong giới tình báo Iran. Trong hình ảnh phát trên truyền hình quốc gia Iran vừa qua, tướng Esmail Khani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, mặc áo màu đen và ngồi giữa các quan chức tại tang lễ tướng Abbas Ninforushan, Người thiệt mạng ở Liban cuối tháng 9. Đám tang được tổ chức tại thành phố Kamala ở Iraq, nơi được coi là thánh địa với người hồi giáo Shia. Đây là lần đầu tiên tướng Qani xuất hiện kể từ khi có thông tin ông mất liên lạc với Tehran sau loạt tập kích của quân đội Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Liban. Ông Qani đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Israel mở cuộc không kích quy mô lớn vào thủ đô Beirut của Liban, khiến thủ lĩnh nhóm vũ trang hồi giáo Hezbollah, Hassan Nasrallah thiệt mạng cho tới ngày 6 tháng 10, báo điện tử al Arabiya dẫn lời các quan chức an ninh cấp cao ẩn danh của Iran tiết lộ đã không liên lạc được với ông Khani từ sau khi quân đội Israel oanh tảng vùng ngoại ô Daniel phía nam thủ đô Beirut ngày 7 tháng 10 nhằm loại bỏ Hashem Safaidin, thành viên cấp cao của Hezbollah và cũng là ứng viên tiềm năng nhất kế nhiệm cố thủ lĩnh Nasrallah. Theo các quan chức này, ông Khani cũng có mặt tại Beirut nhưng không gặp ông Safaidin vào thời điểm đó. Sau đó vài ngày, tướng Iran Madredi, phó chỉ huy đặc nhiệm quốc, khẳng định ông Quani vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường và cho rằng truyền thông Israel đang cố tình lan truyền tin đồn. Thậm chí ngày 9 tháng 10 vừa qua, hãng tin Iran Tasnim cho biết tướng Quani sẽ sớm được trao huân chương Fat, một trong những phần thưởng cao quý nhất của lực lượng vũ trang Iran được lãnh tụ tối cao Iran tặng thưởng cho các quân nhân giành được chiến thắng nổi bật. Được biết, ông Esmail Quani là người đứng đầu lực lượng quốc đơn vị đảm trách về hỗ trợ trục kháng chiến chống Israel, bao gồm các tổ chức chiến binh Hồi giáo được Iran bảo trợ trong khu vực như Hamas ở giải Gaza, Houthi ở Yemen và Hezbollah ở Liban. Lời đồn về sự mất tích của ông Khani diễn ra trong bối cảnh lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã loại bỏ hơn 200 thành viên Hezbollah kể từ đầu tháng 10, đồng thời triệt phá nhiều đường hầm và cơ sở phóng tên lửa dọc biên giới của đối phương. Trong khi đó, một số hãng thông tấn Ả Rập như Middle East Eye được Qatar hậu thuẫn cho biết việc ông Kani mất liên lạc là do bị quản thúc trong lúc IGRC điều tra những lỗ hổng an ninh giúp Israel hạ sát lãnh đạo cấp cao nhất của Hezbollah. Theo tờ Washington Post, việc triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAD cho thấy Mỹ muốn can thiệp sâu hơn vào tình hình xung đột tại Trung Đông, nơi những diễn biến căng thẳng gần đây đã gây chia rẽ không nhỏ tới chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống giới chức mỹ đã nhiều lần khuyến nghị israel cần tránh tấn công vào mục tiêu là các cơ sở hạt nhân dầu mỏ khí đốt của iran do lo ngại điều này có thể khiến giao tranh lan rộng đồng thời gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu chuyên gia về trung đông aaron david mueller nhận định việc triển khai thaad là một dấu hiệu mới nhất cho thấy mỹ cho rằng các cuộc tấn công của israel sẽ cực kỳ toàn diện và khiến iran phải có hành động đáp trả trong khi đó theo bộ quốc phòng israel sự hiện diện của THAAD sẽ bổ sung thêm vào con số 50.000 tấn vũ khí và trang thiết bị mà Mỹ đã chuyển cho Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Có thể thấy, việc Mỹ gửi THAAD cho Israel được cho là đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Washington nhằm bảo vệ trực tiếp Israel trước các cuộc tấn công tiềm tàng. Quân đội Mỹ hiện đang sở hữu 7 khẩu đội THAAD. Nếu được triển khai ở Israel, chúng sẽ cần nhân sự Mỹ vận hành do binh sĩ israel vẫn chưa được đào tạo để điều khiển những cỗ máy này trước đó mỹ cũng đã triển khai thad tới hàn quốc và rumani trong bối cảnh căng thẳng với bình nhưỡng và moscow hệ thống thad được thiết kế đặc biệt để bắn hạ tên lửa đạn đạo hệ thống mặt đất này không có đầu đạn và không được sử dụng để tấn công các tòa nhà hoặc thực hiện các cuộc tấn công thay vào đó hệ thống này chỉ chống tên lửa đạn đạo tầm ngắn tầm trung và tầm trung bình đang lao tới THAD sử dụng công nghệ radar tinh vi, bao gồm hệ thống radar AN TPI-2 cho phép phát hiện tên lửa khoảng cách xa. Khả năng đánh chặn của nó mở rộng đến độ cao hơn 150 km. THAD không dựa vào đầu đạn nổ để vô hiệu hóa các mối đe dọa, mà sử dụng động năng để phá hủy tên lửa đang bay tới. Bằng cách va chạm trực tiếp với tên lửa của đối phương, hệ thống có thể phá hủy tên lửa ngay giữa không trung mà không cần đến đạn nổ khiến THAD đặc biệt hiệu quả đối với các tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa có đường bay phức tạp. Bên cạnh đó, mỗi khẩu đội THAD bao gồm ít nhất 6 bệ phóng gắn trên xe, mỗi bệ mang tối đa 8 tên lửa. Nhiều quốc gia, đặc biệt là Ukraine, muốn có hệ thống này. Ngày 14 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi đã gặp ông Mohammed Abdel Salam, quan chức cấp cao của phong trào Houthi tại thủ đô Muscat của Oman. Bộ Ngoại giao Iran đã công bố hình ảnh hai quan chức hội đàm trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Abbas Arachi tới thủ đô Oman. Đây là chuyến đi mới nhất trong lịch trình công du ngoại giao tại khu vực của ông Arachi sau khi Israel tuyên bố trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào nhà nước Do Thái ngày 1 tháng 10. Vào ngày 1 tháng 10, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa vào Israel cho rằng đây là hành động đáp trả việc tênà sát hại các thủ lĩnh phiến quân thân Iran trong khu vực và tướng lĩnh thuộc vệ binh cách mạng Iran. Israel sau đó cam kết sẽ tiến hành đáp trả. Phong trào Houthi ở Yemen cùng với nhóm Hamas tại Gaza và Hezbollah là một phần trong trục kháng chiến của Iran, gồm các nhóm vũ trang chống lại Israel. Chuyến thăm Muscat của ông Arachi diễn ra sau chuyến công du Bassa. Trước đó, ông Arachi đã đến Qatar và Ả Rập Xê Út thảo luận việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại Li-măng và Gaza cũng như tìm cách kiềm chế xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Bên cạnh đó, ông Arachi nhấn mạnh Iran hoàn toàn sẵn sàng cho tình huống xảy ra giao tranh nhưng chúng tôi chỉ muốn hòa bình. Cách đây ít hôm, hãng tin CNN dẫn các nguồn tin thân cận cho hay Iran đang gấp gáp triển khai các hoạt động ngoại giao trong khu vực nhằm đối phó với khả năng bị Israel tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạt nhân và dầu khí. Theo nguồn tin, nước Cộng hòa Hồi giáo hiện không chắc chắn về khả năng của Mỹ có thể thuyết phục được Israel kiềm chế các đòn trả đũa táo bạo nói trên hay không, trong khi phong trào Hezbollah cũng như chính phủ Liban đang phản ứng yếu ớt trước chiến dịch tấn công của Israel tại đây. Sau vụ tấn công tên lửa ồ của Iran vào hôm 1 tháng 10, Israel nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ đồng thời tăng cường tấn công vào Liban nhằm cô lập thêm Tehran về mặt quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan nhấn mạnh cuộc tấn công trả đũa sẽ chính xác và bất ngờ. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi tuyên bố Tehran sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động phòng thủ mạnh mẽ hơn nếu Israel trả đũa vụ tấn công tên lửa gần đây của Iran. Trong thư gửi các bộ trưởng ngoại giao khác, ông Arachi khẳng định Iran hoàn toàn sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào. Ông Arachi cho rằng cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 là phù hợp với quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế.